Dạ, xin chào cô chú anh chị mình cần xa đã quay lại với kênh mua bán bò kem bữa nay luôn nha. Bữa nay ngày 16 tháng 7 2022, hôm nay thì em xin cập nhật hình ảnh cho anh chị mình, chính là một cặp bò đực 3B lở nhà vườn nha anh chị. Hai con bò này phải nói cực kỳ chất lượng và tốt bò nhau chú anh chị. Đây là con đầu tiên nè, cái cặp mông thấy không, bò này thì nó là mông bự nha anh chị, kè đu lớn nha. Nó da thì da đen nhau chú anh chị. Bò này thì em quan sát thì chân cẳng trước sau nó thì lớn nha. Dạ, chân móng đứng thẳng ngang hoàn thiện, móng sò trước sau, dạ xương to. Bò này em kiểm tra thì xá tích nghiêm chỉnh luôn ha, xá mặt này, xá lưng là nghiêm chỉnh, dài đòn, da đen đẹp bò. Con bò đực 3B đầu tiên này thì em lao đo ngay xá lưng nha anh chị, thì nó cao là 1m1 bò ha. Bò này thì nó gần 8 tháng tuổi nha anh chị. Bò này thì anh chị quan sát nè, hai con luôn nha anh chị. Thì hai con bò này thì nó là bò nhà vườn nên là lúc nào nó cũng chất lượng hết nhau chú anh chị. Bò cực kỳ chất lượng nha. Dạ to khỏe nha cô chú anh chị. Con bò đầu tiên này thì em thấy là anh chủ nhà thì anh nuôi nha anh chị, thì nó con bò đực đầu tiên này nè, nó cạ trong cái củi nha anh chị, nên là con cây sừng thì nó bị xúc miếng nhau chú anh chị, nó cạ nó mòn nhau chú anh chị, nó cạ ha, nên là bị xúc nhau chú anh chị, nó cạ trong cái củi cái máng á như chị. Dạ thì hai con này anh chị ha, cái dàn mông nhân quay cận cảnh cho anh chị một con nè. Đó, hai con này con nào cũng mông to đít bự hết nè, kệ đu lớn nha, da đen đẹp bò nha anh chị. Thì hai con bò này thì nói là dòng bò đực siêu trịch 3B nha anh chị, và da đen nha. Dạ nói là dòng 1 nha anh chị. Dạ cái cỡ này thì mình đem về nuôi là nó vừa tầm cổ béo luôn, nuôi là nó khoét nha anh chị, tại bò này thì nó mập sẵn nha. Nó pin lực nha anh chị, tướng mã đẹp bò ha, lực bò. Đó cái mông con số 2 vậy không? Thì hai con bò này thì nó chênh lệch nhau không bao nhiêu anh chị. Con đầu thì em đo ngay số lưng thì cao 1m1 nha, còn con số 2 thì em đo ngay số lưng thì nó cao là 1m08 nha. Thì hai con bò này thì nó chênh lệch nhau tầm khoảng là hai con bò, nó không bao nhiêu hết nha anh chị. Dạ hai con bò này nuôi thì nó vừa bò anh gì, dạ nó vừa tầm cổ béo của mình luôn ha. Thì con bò đực 3B số 2 này á thì chân móng trước sau nó thì cũng cầm lớn, xương to, móng sò gọn gàng. Dạ xá tích kiểm tra thì sáng mặt xí lưng thì cũng đầy đủ ha, da đen hoàn thiện hết, pin lực kết hai con. Thì cái cặp bò này á thì em đã thương lượng với chủ nhà rồi, thì anh báo giá của em là 39.500.000 nha anh chị. 39.500.000 cho cái đôi bò đực 3B ha. Đây là bò lở nha anh chị. Thì hai con bò này thì nó tầm khoảng gần 8 tháng tuổi nha anh chị. Bò này thì bò nhà vườn ha, nó chất lượng lắm nha anh chị. Đó anh chị không? Em quay cận cảnh để cho anh chị mình cần xa mình coi quan sát về hai con bò ha. Hai con này con nào cũng xương lớn bằng nhau quá anh chị. Dạ, hai con bò này mông lớn nông đít ha, to, con ngắn ngồi nhau chỗ anh chị. Đó cực kỳ whip luôn nha cô chú anh chị. Đó, đôi bò này anh chủ nhà báo giá của em là 39.500.000 nha. Giá này thì anh có bớt tiền xe cho cô chú anh chị mình cần xa nữa nhau chú anh chị. Dạ 39.500.000 có bớt tiền xe ha. Thì em mong thì một số anh chị mình á thì mình đang cần một cái đôi bò đực 3B mà dần một da đen á. Dạ, và bò nhà vườn nó chất lượng thì anh chị có liên hệ cho em ha. Bò này thì em thấy là anh chủ nhà này nuôi thì cực kỳ chất lượng luôn chị, tốt bò ha. Bò này nuôi kỹ nên là con bò này em thấy là hai con này con nào cũng pin lực, nó ú lắm nha cô chú anh chị. Dạ nó ú nu ha. Đó, dạng như con gấu nha anh chị, cực kỳ vip luôn nha. Dạ 39.500.000 thì anh chị mình cần xa mà có nhu cầu mình đang xem cái video này của em và mình thích cái đôi bò này, mình muốn chốt cái đôi bò này về nhà của mình, thì anh chị mình cứ liên hệ với em để là mình chốt cái đôi bò này về nhà của mình nha anh chị. Đó em nhắc lại cho anh chị ha, thì hai con bò này nó đều hoàn thiện hết. Dạ không có tật lỗi hết nhau chú anh chị. Có con đầu tiên thì do nó cạ trong cái củi như chị, cái máng nên là nó bị xúc miếng sừng nha anh chị, nó cạ nó mòn ấy như cô chú anh chị. Dạ 39.500.000 cho cái đôi bò này. Dạ thì anh chị mình quan tâm thì anh chị mình cứ liên hệ với em để chốt bò nha. Và thôi đeo này em cũng xin kết thúc và tạm dừng cái chương trình của em bữa nay luôn. Thì anh chị mình nhớ bấm like và đăng ký kênh, bật ngay chuông thông báo của em nữa nha, để mình theo dõi được cái đeo mới của em nha.